Alo, xin chào các bạn. Hôm nay Mr. Hill đang ở ngay chỗ chợ Cầu Sấu các bạn. Chỗ này vị trí là mình đang đứng ở trên cầu, ở bên đối diện, ở bên khu chợ. Đó là khu mà nhà ở của người dân ở dọc bên cái sông ngay dưới chân Cầu Sấu này các bạn. Rất là tuyệt vời. Vì ở đây là gọi là chợ Cầu Sấu vì ở dọc ở đây những cái người dân đánh bắt hải sản gần đây nè các bạn. Họ đến 4 giờ chiều sẽ đem những cái hải sản mà họ đánh bắt được trong ngày đem ra chợ này để bán. Đấy, và Cầu Sấu thì gọi là Cầu Sấu lý do là cái tên của nó ngày xưa là ở dưới ngay cầu này nghe đồn là có nhiều con cá sấu lắm. Nên gọi là ngay chỗ cái cầu này gọi là Cầu Sấu. Đấy, nghe đồn nha, mà không biết có thiệt không ta. Ừ, ok, các bạn tìm hiểu thêm nha, mình biết sao mình chia sẻ như vậy. Có chưa đúng thì các bạn đừng chấp giùm, ok. Và rất là vui xin chia sẻ các bạn biết cái chợ này. Các bạn ăn hải sản ở Phú Quốc thì các bạn có đi ngang qua cái chợ Cầu Sấu này, các bạn hãy ghé, nhớ ghé và mua hải sản thật nhiều và ăn nha, đã lắm trời ơi. Đây là con đường đi từ ở Dương Đông đi lên tới Nam Đảo thì các bạn sẽ ghé ngang cái chợ Cầu Sấu đấy. Xấu quá nha các bạn, Cầu Sấu đó. Thì đường này là rất là đẹp các bạn, đi dễ đi lắm. Các bạn đi trên xe du lịch hay xe taxi hay xe gì, các bạn nhớ ghé đến chợ nha, để chúng ta thưởng thức những món hải sản thật là tươi sống và ngon, và đặc biệt rẻ lắm các bạn ơi. Ok, number one. Các bạn nhớ đăng ký like ủng hộ kênh của Đặng Hiệp Vlog nha. Bye bye. Các bạn và các anh chị thân mến, Mr. Hill đang ở ngay chỗ chợ này là chợ Cầu Sấu ở Phú Quốc. Rất là tuyệt vời, đây là một ngôi chợ hải sản cũng như là bán những cái hàng hóa về rau củ quả cũng rất là nhiều. Chợ này là giá rẻ lắm. Tại vì sao các bạn biết không, hải sản ở đây là lấy từ ngay chỗ dân chài đem lên luôn, trực tiếp luôn. Thường là 4 giờ chiều là chợ này đã bắt đầu hoạt động. Mới nãy là chú Mr. Hill sẽ đi một vòng quay cho các bạn xem tất cả những cái hải sản ở đây cũng như là những cái hàng nông sản ở đây rất là tuyệt vời. Ok, go. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi một vòng quanh chợ và bên trong chợ Cầu Sấu này các bạn. Thì có bán các hàng rau củ quả. Ở đây là quầy trái cây. Đó. Đây là ngôi chợ xưa hồi nào bây giờ của dân đảo Phú Quốc buôn bán kinh doanh và những cái cuộc sống hàng ngày ở đây thì bán luôn rất là nhiều đồ. Hàng mã đồ gì cũng có hết trơn luôn. Bây giờ mình sẽ follow Mr. Hill đi qua ngay
chợ Cầu Xấu vẫn cái những hàng hóa bán ở đây như thế nào nha. Tuyệt vời luôn các bạn, hải sản số 1 luôn. Đó các bạn thấy đông không? Đó, dân chúng ở đây là đi chợ này là hàng ngày luôn, rất là nổi tiếng. Chợ này là chuyên bán về đồ hải sản đó các bạn. Đấy. À, mình vừa đi chậm chậm vừa lướt cho các bạn xem. À, một chút nữa mình sẽ lướt kỹ vô từng chi tiết hải sản ở chợ Cầu Sáu ra sao ha. Cầu Sáu. À, sở dĩ người ta nói Cầu Sáu là ngày xưa là mình được biết giai thoại ở đây là ngay chỗ khu cầu này là có nuôi cá sấu đó các bạn, có cá sấu ngay chỗ cầu này nên người ta kêu là Cầu Sáu. Vậy thôi à, mình cũng không biết là có thiệt không. Ok. Bạn thấy đã không? Đó, hàng hóa ở đây thì đa phần là hải sản. Thì hải sản ngoài này thì các bạn biết là tươi sống tại chỗ luôn, cân ký tại chỗ, giá cực rẻ, cực mềm luôn. Đó. Hôm nay mình quên đem cái micro rồi nên nghe nó nhỏ ở ngoài đường, nên các bạn cố gắng giùm mình nha. Bây giờ mình vừa đi vừa share cho các bạn biết chỗ này. Đây là một điểm dành cho khách du lịch mà các bạn đến, các bạn có thể là mua hải sản về nướng ha, hấp ha, luộc ha, đủ món luôn, có mực, có gà, có cua, có cá, có những cái món mà phải nói là hải sản ở Phú Quốc tươi ngon, rất là tuyệt vời. Đó, các bạn thấy không? Mình đi quay mà quá trời người nhìn mình luôn. Ok. Đó, các bạn thấy mình vừa đi vừa share cho các bạn nè. Phải quay từ ở trên quay xuống để các bạn thấy được những cái hải sản mà người ta bày biện bán ở dưới đất đó các bạn. Ở đây là bán ngoài lề đường, dọc bên cái chợ, ngay chỗ cầu. Hai bên cầu thì chỉ bán có một bên thôi. Đó, khi các bạn đi cái hướng về Nam Đảo á, thì các bạn sẽ đi ngang qua Cầu Sáu thì mình sẽ thấy những cái hàng quán, xin lỗi, những cái chỗ mà người ta bán hải sản ngồi ở lề đường vậy nè các bạn. Đó, thấy chưa? Đấy. Dạ. Yeah. Quá đã luôn. Do mình vừa đi review cho các bạn nên có thể là nó hơi bị rung, các bạn thông cảm nha. Quá trời động luôn các bạn ơi, chiều 4 giờ chiều là chợ cầu mở và đông ra rất là nhiều người đến đây mua hải sản đó các bạn. Ok, mình qua bên kia mình review tiếp. Go. Bạn hãy xem video tiếp theo, hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.